Đôi loa mới về, cửa hàng cũng vừa lau chùi cũng như là thêm tí keo 502 ở các góc cạnh cho cứng cáp. Cửa hàng quay qua báo giá luôn cho nóng các bác nhá. Đôi loa Pure F7000. 7000, hàng bao zin đét luôn. Như là chưa tháo ốc. Hàng vừa về vừa vệ sinh qua. 7000, một trong những mã loa rất hay của Pure. Thùng đẹp các bác nhá, thùng vuông thành sát cạnh rất bắt mắt luôn. Loa thùng thì cao khoảng 71-72, bề ngang tầm 37, bề sâu tầm khoảng 35 cả lưới tre. Đấy, có lỗ thông hơi. Bát rất đẹp các bạn ạ. Thùng nặng các bác nhá, thùng khá nặng luôn. Với trong hai bát phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Lỗ thông hơi. F7000. Càng để giá rẻ luôn cho anh em, đôi loa này 6 triệu rưỡi thôi, giá tại cửa hàng 6 triệu 500 thôi tại cửa hàng. Góc cạnh đẹp nha. Vẫn chưa đấu dây loa các bác nha, vừa về bóc ra luôn. Thông số nhá, 70W 8 ohm, sản xuất tại Nhật Bản. Loa to nặng. Mã loa 7000 thì nó là dòng thương hiệu của Bass 25 Pure rồi. Bass 25 Pure thì nó có nhiều mã anh em nhé. Như 7000 thì nó là một trong những mã loa rất hay, nổi tiếng. Dòng 9000 thì nó Bass 30 và nó rất đắt. Ngày xưa rất đắt. Ngày xưa những đôi này F7000, F9000 là những mã loa rất đắt luôn. Nói là bây giờ anh em mua càng bán cho mức giá rất bình dân. 6 triệu rưỡi cho nó thôi. Góc cạnh thì anh em vừa xem rồi. Đấy. Qua xem mặt dưới nhá. Mặt sau left right rất nuột là luôn. Đây là một đôi loa hàng mạng, hàng đấu giá các bác nhá, mạng hàng đấu giá. Và đây lưới tre căng, những đôi loa này về thì cẩn thận hơn, cửa hàng nào cẩn thận hơn thì sẽ đổ keo 52 tất cả dưới chân của loa, dưới chân loa. Bởi vì dưới chân này thì anh em chỉ hiểu là khi mình nhấc lên nhấc xuống hoặc quá trình vận chuyển nó sẽ va xuống nền và nó sẽ dễ bung ra. Đổ keo lên hai gần 1 tiếng đồng hồ cho cả cái bộ chân này đấy các bạn. Đổ thêm để cho nó cứng cáp. Thế thôi. Vừa vệ sinh xong quay luôn cho anh em xem, báo giá luôn. Bên cạnh là một con súp của Mỹ, Vox Audio Bass 25 và một con tiền đông 780D, dòng âm ly nổi tiếng của Pure. Loa đẹp keng nhá, thùng đẹp nhá. Thùng đẹp, nước sơn đằng sau rất đẹp đấy các bạn. Giá rẻ 6 triệu rưỡi cho anh em chơi luôn. Thùng quay đấy. Quay này là rất chi tiết rồi, đây anh em xem cũng rất rõ rồi. Như này là rất rõ nha. Băng dính kệ nó đấy các bác nhá. Bởi vì dán vào thế mà mình bóc ra khó, bóc không cẩn thận là nó sẽ mất cái lớp sơn mỏng dính ở bên ngoài. Anh em chơi những đôi này thì thùng to, cả nghe cả hát karaoke. Và đặc biệt là dòng loa này nghe nhạc rất hay luôn, rất hay, của Bass 25 Pure.